Những đức à, từng đọc cái quyển sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân Và nhiều vị tổ sư cũng có nói câu rằng Niệm Phật không trở ngại khi làm việc Và làm việc không trở ngại niệm Phật Vậy thì cái người niệm Phật nó không trở ngại hình tướng như việc Nhớ kỹ nha quý vị có thể tùy duyên tùy cảnh trong mỗi lúc mỗi nơi mà cái đặc biệt của quý vị là phải kiên định đó là niệm phật có nghĩa là duyên cảnh mình có thể thay đổi không có bị chết cứng như vị Thí dụ như hôm nay chúng ta nói chúng ta chung với cái hình này tướng nọ. Nhưng ngày mai hình này tướng nọ nó lại không phù hợp. Thì chúng ta phải chuyển sang. Nhưng chỉ đúng một chỗ trung thành. Cả đời không thay đổi. Đó là trung thành với Phật A-di-đà. Như kỹ Nếu như quý vị đặt cái chữ chung trong cõi này mà chết cứng thì sanh phiền não. Tại vì có những lúc nó thay đổi. Cảnh gì? Gọi là muôn biến dạng hóa quý vị. Nên cái người niệm Phật thành công mà những đức nhìn thấy nhiều cư sĩ đơn giản bình dị, không biết gì nhiều. Chỉ biết một câu Phật hiệu chân thật lão thật mà niệm. tại lão và tự tình không người nói rằng lão thật niệm Phật. Lão là già dặn siêng năng kiên trì, gặp thuận gặp nghịch gì cũng niệm Phật. Nói là lão thật niệm Phật. Một câu Phật hiệu chân thật niệm họ không biết gì nhiều. Nhưng họ thành tựu cực kỳ thù thắng. Đây là những đức thấy rất rõ ràng luôn rất nhiều luôn ừ. nên hình ảnh có thể thay đổi nhưng tuyệt đối đối với Phật A Di Đà không thay đổi nếu như người tu tịnh độ của chúng ta mà còn đối với Phật A Di Đà còn thay đổi thì một trăm quý vị chúng ta đến cuộc đời này là vô nghĩa tại vì sao? Vì khi cuối cuộc đời mình không biết nương tựa vào ai tiền của vật chất bạn bè lúc còn sống thì có thể đến với nhau nhưng khi cận tử nghiệp là chúng ta thật sự bình an nhất là nương được ai chỉ đạo Phật. Thật sự nương được với Phật ai di đà. 15 năm những đức đi tu, hôm nay những đức bằng bộ đồ này tu với vị là lần đầu tiên Nó thông gì? Ban đầu thì nó cũng cảm thấy nó không quen gì mấy. Nhưng bây giờ mình sống với cuộc sống mà xã hội thì vị coi những đức cũng phải muôn biết dạng hóa để điều chỉnh cuộc sống mình phù hợp chứ đâu có đơn giản đâu quý vị nha quý vị bên ngoài vì kiếm chân cơm manh áo nó không đơn giản đâu nó muôn biến dạng hóa quý vị có thể lên chánh điện quý vị bằng áo chàng đi tu nhưng quý vị có thể có những lúc quý vị tu quý vị không có thể nào bằng áo chàng được nên những đức biết rằng cái cuộc sống mua bên ngoài quý vị nó muôn biến dạng hóa lắm nên lúc trước đến chùa mà có những người mà người ta bên công ty xí nghiệp người ta bằng đồng phục người ta qua chùa có những lúc người ta bằng đồ hơn ngắn Ta hỏi những đứa con qua con lễ Phật Được không thầy? Những đứa nó được Vì sao? Vì lúc đó mà không được thì họ không có cơ hội gì Để lễ Phật được hết Thì họ không có thời gian cái à. Nếu cái gì mình cũng nói không được hết chứ, Thì họ không bao giờ có được cơ hội để niệm Phật Để được tu một chút nào Hiểu chưa? Nên con người học Phật của chúng ta phải mở tâm lượng mình ra Thật sự phải mở tâm lượng mình ra Nghĩa là mở tâm lượng mình ra càng rộng lớn chừng nào Thì tâm của mình càng ít phiền Quý vị biết gì sao có những người học Phật họ quá khó khăn không quý vị? Vì cái tình chấp họ quá nặng. Tình chấp quá nặng. Cái quần này, cái áo này của người này bặn rồi không được bặn nghe. Làm gì không được bặn. Cái ghế này ngồi rồi nghe không được ngồi nghe. Làm gì không được ngồi. Cái gì, cái, 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 cái phòng này có cái người đó đã, đã, từng nằm rồi ngủ rồi không được ngủ nghe. Không lại bỏ không. Theo những đức thấy thì tất cả những đồ dùng trong cuộc đời này. Mình dùng được, người ta dùng được cứ ai cũng vậy mình không dùng phải để cho người khác dùng nếu không tổn phước duyên của mình càng lớn hơn đừng có chấp cứng vì quý vị biết rằng cái cuộc sống con người bây giờ cái vật chất nó phát triển thì lòng người đạo đức con người nó cũng theo đó mà giảm bớt đi nên chúng ta đem phật pháp làm sao hạ xuống một chút để cho con người ta bước lên được chiếc thiền của phật pháp còn nếu như quý vị đưa lên cao quá con người ta làm sao dám bước lên chiếc thiền phật pháp có lần những đức gặp một cái anh này bên úc về Anh gặp những đức anh nói thành câu thầy biết công việc của chúng con cực vô cùng luôn bận tâm căng thẳng đầu óc bây giờ tự nhiên đi đến chùa cái tụng kinh trì chúng cái chúng con biết cái gì đâu thầy nên con nghe thầy giảng thì sao con thích gì thầy làm cho con vui thầy làm cho con cỡ mở tâm tư và con nhận thức được Phật pháp a à, nó có cái hay nó có cái hay thầy giảng dắt câu chuyện Phật pháp từ 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 vào thì con mới thấy a à, thì ra là niệm Phật nó sanh ra cái tâm này niệm Phật nó sanh ra tâm này thì ra nó là như vậy nên cái anh bên úc anh về anh gặp những đức anh quý như đức vô cùng anh nói anh đi đến chùa rất nhiều năm nhưng mà anh không biết học pháp là lợi ích thù thắng cái gì nhưng mà những điều như đức nói nó đơn giản nó dẫn dắt anh từ 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 từ, từ bước vào đạo nên cái cách phương tiện mà mình dẫn dắt tại sao những đức bận cao thùng lên tu với vị như đức cũng có áo chàng bận vô được mà vì sao vì những đức muốn nói với vị nghe rằng bản thân những đức gì thì quý vị cũng có thể bận đồ như thế nào mà tu trong hoàn cảnh đó cũng được vì sao những đức khi niệm phật đi chung những đức không chấp tay lên quý vị có nhiều người hỏi thầy ơi, chúng ta niệm đi chung cùng chắp tay lên để cho trang nghiêm thầy. Những đức nói chúng ta chắp tay được nhưng nhiều người chắp tay sẽ rất mỏi tay. Người ta sẽ cảm thấy sợ niệm Phật vì người ta chắp tay nó mỏi tay. Thôi để cho những người nào chắp tay được thì chắp, người nào chắp không được thì thôi. Miễn niệm Phật là tốt rồi. Có những người nói chúng ta phải thành kính cách này, thành kính cách kia, thành kính cách nọ. Thành kính mà không niệm Phật thì cũng không có gì gọi là thành kính cả. Thật sự. Giống như quý vị nhất kỹ, một món ăn ngon muốn ăn dở gì? nhưng mà chúng ta được ăn nó mới có thể no chứ nếu món ăn thiệt là ngon mà treo trên cao mình chỉ nhìn để để cảm giác thôi thì không thể nào no bụng được đâu quý vị hiểu chưa nên Phật pháp nó cũng là như vậy nên những đức đi tu 15 năm bản tính những đức ngày xưa còn cư sĩ và khi đi xuất gia tiến tâm những đức gặp bạn bè những đức dẫn bình thường bây giờ những đức trở làm cư sĩ những đức càng dễ tính hơn ngày xưa vì sao vì mình đã trải nghiệm qua thời gian 15 năm ở trong Phật pháp mình phải học làm sao ra một con người dễ tính, một người đơn giản, một con người bình dị. Người què, người hoặc, người mù, người như thế nào mình cũng chơi chung được cả. Và chúng ta phải nhìn được bản thân mình. Mỗi người đều còn có cái sai. Đều còn có cái sai. Bản thân những đức có cái hiện tướng cư sĩ như vậy. Bản thân những đức còn tiện bề hơn gì sao? Vì có những cái vị nói những đức sai. Những đức nói tôi cũng là cư sĩ như bạn mà. Tôi đâu có cao sai gì đâu. Tôi đâu có xin thầy bà với ai đâu. Tôi vẫn là một người cư sĩ bình thường mà. Tôi cũng có sai, bạn cũng có sai. Có lúc tôi cũng nói chuyện săn si, bạn có lúc cũng nói chuyện săn si. Có khi tôi tức tôi chữ thầy tiếc, có khi bạn cũng có chữ thầy mà. Chúng ta đều là những người cư sĩ cùng tu thôi. Cần gì phải cao xa. vì hỏi vì sao thầy trở tới làm cư sĩ với thầy? Tôi không làm người sức gia nổi. Vì tôi không thể nào làm được thì tôi làm cư sĩ tôi lên cao không được thì tôi xuống không lẽ quý vị nói cô phải ngưng mai đồ lại để cô nghe tôi nói chuyện Câu này cô nói rằng cư sĩ ơi cư sĩ còn phải lo cho gia đình mấy đứa con nữa kìa ngưng mai đồ mấy đứa nhỏ ăn gì nên từ nơi đó mà phải để cho người ta mai đồ và dụng công được lúc đó có nghĩa là niệm phật không trở ngại công việc công việc không trở ngại niệm phật có nghĩa là trong cái thời cuộc này phải hướng dẫn tu như vậy những đứa thấy rất là hay Chúng ta có thể ngồi khắp nơi hiện tại giờ này Khoảng cả 500 người chúng ta đang tu tập chung Như thấy không đơn giản nha Giờ này mà một đạo tràng 500 người chúng ta tu tập Giờ này chúng ta là cây 9 giờ 31 phút à, Thì quý vị biết rằng là Giờ này mà đông như vậy chúng ta cùng tu Đây là những con người có thời gian nè Còn những con người làm việc kia người ta cũng đang niệm Phật được nè nó gọi là máy điện Phật người ta đeo đi đâu cũng đeo được nè. Cái quan trọng là như thế nào Cái miệng ai phát âm câu niệm Phật thì cũng tốt Âm thì là duyên Thì bây giờ cái miệng ai phát cũng được Cái hiện tướng nào cũng là niệm Phật là được rồi Miệng quan trọng là những đức tu với quý vị thôi chứ Thí dụ bây giờ những đức đắp y như ngày xưa Mà những đức không tu với quý vị Cũng không bằng những đức bản áo thun gì mà tu với quý vị Thấy không lúc trước những những đứa đem một cái trái vàng thì nó đẹp đem lại nhưng quý vị không ăn được Hôm nay những đứa đem một cái trái trắng tươi lại nó chưa vàng mà bị ăn được, cái quan trọng là quý vị, vị ăn được. Đây mới là cái quan trọng. Cái lợi ích của Phật pháp nó rất đơn giản, nó cực kỳ đơn giản và bình dị. Người học Phật không hiểu được thì cho Phật pháp nó rất là cao xa. Cao xa thì ai làm được hả quý vị? Cao xa thì ai làm được đây? Người ta cảm thấy người ta sợ Phật pháp vì quá nhiều quy tắc. Biết rằng quy tắc cũng có thể giúp cho con người khuôn con người để trở thành con người giỏi về sao? Nhưng thật sự Với cái căn tính chúng ta quá khuôn chúng ta Chúng ta cảm thấy sợ Mà có khi bản thân của mình không làm được Mà đi khuôn người khác Đưa lên quy tắc mà mình đi ngủ Hiểu chưa Cái này mới là đáng sợ Quy tắc thì đưa cho nhiều mà mình thì đi ngủ Thấy không những đức thì không làm như vậy hình tướng nào những đức cũng tu với quý vị hết nếu như một ngày nào những đức bỏ câu vật hiệu thì quý vị phi những đức quan bên khỏi cần nói tới làm gì mất khóc còn hôm nay những đức hình tướng gì đi chăng nữa mà tu với quý vị là được rồi vẫn là hừng hực cái tâm cầu sanh cực lạc là được rồi có những người nói thầy ơi con thích thầy bằng áo chàng thích thầy làm gì thích cậu ai với đạo phật á tôi sao kể tôi bây giờ tôi tự kiếm cơm tôi ăn là bị vị, vị có cho cơm tôi ăn không mà thích hay không thích trong đây ngày xưa còn cúng giường cho tôi ăn thì còn dám nói thích này thích kia thích nọ hôm nay đâu có cho cơm tôi ăn đâu tôi muốn làm gì đó cái chuyện của tôi miễn tôi tu chung là được rồi tôi mỗi ngày tôi phải lo ba buổi cơm cho bản thân tôi này hiểu chưa tôi phải làm sao phải phù hợp với cái cuộc sống này chứ nên nên quý vị mong làm sao quý vị tín nguyện niệm phật kiên cố có vật hiệu này phải cực kỳ có lòng tin dù là không biết nhiều nhưng mà chăng thật niệm phật đi rồi vì sẽ thấy lợi ích lợi ích cực kỳ lớn luôn và tu làm sao mà trở thành con người dễ tính khó thành dễ dặn dây thành ít dặn thấy không dặn lâu từ từ dặn chút xíu hết trơn niệm phật với mà cái mặt cứ cười cười cười, cười là thấy ngon rồi thấy không? nó từ ở dơ niệm phật giết mà sạch sẽ <laughs> không những đức chỉ có một cái mà cả đời những đức sẽ duy trì đó là cư sĩ đầu chọc cư <laughs> sĩ đầu chọc những đức thấy để đầu chọc cái mặt còn thấy hiền hiền chút thì tóc cái mặt dữ quá thấy không nó cư sĩ đầu chọc thấy không quý vị đó cư sĩ đầu chọc đến từng nhà quý vị rõ ràng từ giờ này là từng nhà quý vị còn gì nữa <laughs> mà cư sĩ đầu chọc này cũng cũng làm nhiều trái tim người ta cũng quý mến đó quý vị ơi không? cũng không đơn giản đâu Thấy thương á tại trong hoàn cảnh nào cũng tu rồi làm cho người ta vui quý vị giúp cho người ta cỡ mở tâm tư không cuộc đời như đức từ bây giờ cho đến chết như đức làm gì quý vị thấy cũng được rồi tôi hỏi gì nữa chèn <laughs> hiểu không nó, mỗi ngày tu ba bốn thời quý vị rồi tự kiếm cơm ăn vậy là được rồi còn gì Vậy đức đâu có kêu vì cúng dường như đức như đức đâu có dùng tài khoản từ hôm nay những đức nghỉ dùng tài khoản luôn rồi đó số tài khoản như đức là không có dùng nữa đóng băng là luôn không có dùng cái gì nữa chỉ có ba buổi cơm mà bây giờ phiền phức chỉ cho nó mệt thì hiểu không à, nên đây là những điều những đức thấy rất là thoải mái biết đâu đây là thời điểm mà những đức cảm thấy nhẹ nhàng nhất đó quý vị à. vì sao vì những đức đã xong trách nhiệm như đức à. không phải mình bỏ đi không phải mình thấy cực mà mình bỏ đi mình trốn đi không phải mà đây là cái thật sự là duyên đã đủ rồi quý vị à, duyên đã đủ rồi à, khi đi rất là rõ ràng người thầy đều nói à được ông lo ông tu đi cái chuyện người già ông đừng quan tâm tới để cho người khác làm đi ông làm nhiều rồi ông lo ông tu đi đó rất rõ ràng nha quý vị nên mình không phải là cực mà mình đi trốn đi không có đâu quý vị Duyên nhiên đức thấy rằng bản thân những làm cư sĩ quý vị cũng đừng có chửi như đức nữa tại vì sao còn muốn chửi thì chửi chứ sao bây giờ như đức đã làm cư sĩ với quý vị giống hệt thì còn gì nữa Chúng ta hãy nhìn lại mình có mình còn sai không Đừng có chửi nhau chi nữa thôi Đừng có trách nhau nữa nghe quý vị Ngày xưa còn nó đầu tròn áo vuông đắp y lên thì quý vị, vị nói là ông thầy này không có quay nghi không có giới luật nói chuyện thì cái mặt kỳ cục này kia còn bây giờ đi như rất là cư sĩ rồi quý vị, vị còn nói gì nữa bây giờ đúng không nói gì nữa giờ thôi khỏi nói đi vậy chúng ta nên thương nhau đi à, bây giờ mình thì mua gánh bán bưng rồi lo chuyện gia đình còn bây giờ như đứa còn tu với bao nhiêu ngàn con người gì là được rồi đi đòi hỏi gì nữa giờ à nó những đứa đâu có đi xin tiền quý vị đâu đâu có đi hỏi tiền quý vị đâu đâu có làm cái gì mà mà, mà lường gạt cái tiền bạc vật chất gì đâu quý vị Đấy không như cả đời như đức mà cứ gì tu là được rồi đó lâu lâu nửa năm gì mình có cơ hội đủ duyên á mình hội tụ nhau một cái nơi hoàn cảnh nào đủ duyên á gặp nhau lần lâu lâu gặp nhau lần gì cũng được còn nếu không cả đời khỏi gặp gặp gì cũng được niệm phật gì cực lạc gặp nhau hay nhất luôn à. nó miễn sao bị chịu tu là những đức thấy mừng đó những điều như Đức nói rất là đơn giản Mong quý vị tính nguyện niệm Phật Tu thì sao mà cái tâm mình nó vui vẻ dễ tính Không có tu nói tu gì chứ Vì Nghe đạo thì sao mà con người quý vị càng ngày càng thoải mái đi Càng ngày càng an lạc đi là được rồi Nói gì cao xa gì cho nó mệt tim nữa Hiểu không Nó chứ vì lễ Phật cả ngày lắng đêm mà buông ra quý bị chữ ta um sùm bị khó khăn khó chịu thì chúng ta cũng sợ bị luôn thấy không thà tu thờ gì mà cái mặt cười cười vậy đó. Cười cười Cái mặt cười 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 là thấy được rồi đó à, tôi sao mà cái mặt đi đâu Ai dưới đào vợ cười á Được tốt tốt Ăn nhiều tốt Ăn ít cũng tốt Nay ngủ được cũng tốt ôm được cũng tốt Vậy là nó được rồi đó quý vị Miễn sao mà gì Thuận nghịch gì Đó là nhân quả của mình Phải tin Phải tin nhân quả đi Nắm chắc câu vật hiệu Quá đặc biệt Chúc quý vị an lạc nha Ai dưới đào vợ Ai dưới đào vợ chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị ai di đà phật ai